Xin chào mọi người, hôm nay nhà hỏa vui mời các bạn đến tham quan xưởng sản xuất bút lông. Các quạt bút lông này được phục vụ các nhà xưởng tiền chế ở các cái phụ kiện lắp ghép. Ở phía trước mặt các bạn đây là tấm bút lông neo. Và trước nhà vui đã có clip giới thiệu về phương pháp gá lắp bút lông neo ở vùng trường Lý Gia Viễn. Đây bây giờ đây chuẩn bị vận chuyển đi ra bể mạ để mạ phần bô gen. Rất nhiều các bô lông cái bô lông này là bẻ móc hình chữ L, móc câu, còn cái loại bẻ móc hình L là cái loại này. Rất nhiều các kiểu móc để theo yêu cầu thiết kế neo vào phần bông chi tiết. Đây cái này là móc hình chữ U. Đây là thân gen thì được chuyển gen hai đầu. Rất nhiều chủng loại, chiều dài, kích cỡ để phục vụ cho các cái phần treo giá đỡ, điều hòa, giá đỡ mặt cắp điện, khung trần, các cái kiểu rất nhiều, có nhu cầu đa dạng thực tế. Đây chúng ta sẽ đi vào trong công trường. Đây là phần vừa được liên kết đã được cầm bao cho hàng. Đây là liên kết. Đây cái này là bút lông cường độ 8.8 cao. Ý nghĩa của cái thông số 8.8 này nó thể hiện thứ nhất là cái chỉ số đầu tiên nhân với 10 thì nó thể hiện giới hạn bền của bút lông. Còn cái chỉ số thứ nhất nhân với chỉ số thứ hai thì thể hiện giới hạn chảy của bút lông. Đơn vị của nó là kg lực hoặc là đề ga newton trên milimét vuông. Cái hạn đây là giới hạn bền của nó là 8 × 10 kg, 8 × 10 là 80 kg lực trên milimét vuông. Còn nếu mà 8 × 8 là bằng 64 đề ga newton trên milimét vuông là giới hạn chảy bù lông. Cái thông số này thì rất quan tâm, được anh em rất quan trọng với anh em thiết kế để thể hiện các tính toán. Đây bù lông này rất là đẹp, đẹp vuông liên kết. Để làm các phần hệ thống bu lông neo, bu lông thì đây các cái vật tư đầu vào để làm đây là các miếng thép, khôi, các đường kính khác nhau, họ cắt ra để làm các cái bu lông theo yêu cầu. Đây là một cái máy để cong. Rất đơn giản, nó sẽ có nhiều lần thì khi vào phần đây cái lên tấn này, tấn một cái là cái bu lông nó sẽ cong cho đây để bạn làm này. Đây là máy khoan. Thank you.
khí sau khi độc tập tạo thành các cái đầu mũ bù lông. Vật này sau đi tiện gen nữa tạo thành bù lông. Nhà Vui vừa mới giới thiệu với các bạn các cái công đoạn tạo ra các cái bù lông neo cái tiết cơ khí để chế tạo bù lông. Nếu anh em nào quan tâm đến các công việc trong cái nhu cầu này thì nhớ đăng ký kênh và like, sẽ thực hiện các video liên quan tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.